Xin mời ông. Dạ, đây. Nè, cậu cầm. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Anh coi thử đi anh. Có phải là trang web không anh? Đúng rồi em. Dạ, xin phép hỏi anh dùng gì ạ? À, cho lon Pepsi. Dạ, đợi anh chút xíu ạ. Theo như anh nói thì trang web như thế nào? Chúng tôi từ nước ngoài về, muốn phát triển trang mạng này với quan niệm giống như thằng Bờm có cái quạt mo, rồi từ cái quạt mo đó mới đem đổi món này món kia, như gói xôi chẳng hạn. Em công nhận nha, anh vẫn còn nhớ những câu chuyện của dân gian quê mình hay ghê ta. Không những nhớ mà còn nghiên cứu. Từ nghiên cứu đó chúng tôi mới tạo ra được trang mạng xã hội này đó. Dạ, xin lỗi anh. Dạ, anh cứ coi tiếp đi. Kotoro chúng tôi là nơi mang đồng vốn đến cho doanh nghiệp để đổi lấy sự tiện dụng cho người tiêu dùng. Phải chi á, bất cứ một trang mạng xã hội nào cũng như là trang Kotoro này thì dân tộc ta đỡ khổ biết mấy. Em hứa với anh, em sẽ hỗ trợ cho anh hết mình luôn. Ok, cảm ơn cậu. Rồi cứ như vậy nha, tôi có việc. Dạ, cảm ơn cậu rất nhiều. Dạ dạ, giờ tôi có việc phải hẹn đi. Gặp lại anh. Dạ. Wow, có siết nè. Well, uống đi. Vô. À, anh, mình chụp chung tấm hình nha. Anh Tấn. Anh đi đâu vậy? Ủa, mà ai đây? Đây là anh Minh, đồng nghiệp của anh. Trời ơi, chào anh. Chào em. Trời, bạn anh đẹp trai quá. Dạ, chào anh Minh. Chào em. Em xin tự giới thiệu, em là Đức, là người yêu của anh Tuấn đó. Ơ trời. Ý em là, bạn của em anh Tuấn đó. Ừ. Ủa, mà hai anh làm gì ở đây vậy? Thì hai anh chờ đối tác. Chờ đối tác hả? Ừ. Ở công viên, sao lại mạng vậy? Ừ. Ủa, hôm nay không đi học hả? Ờ, em đang đợi bạn. Ôi. Cướp hả? Hả? Quanh khóa tay hắn lại. Đi đó. Anh, giữ cho chắc anh. Giữ nó, đẩy nó xuống, đẩy nó xuống. Cái gì? Cho nó lại đưa lên phù nè. Đi. Mày dùng vậy hả? Chậm cướp hả? Nhà túi sách đây là của em. Đẹp trai, đừng cướp. Bây giờ mình giao nó cho công an hay sao anh? Lần này tôi tha, lần sau á công an sẽ bắt anh. Mình tha cho luôn hả? Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn. Anh có sao không vậy? Không gì đâu. Thiệt tình. Em có sao không? Anh, sao mình thả nó vậy anh? Anh có sao không? Cảm ơn anh. Vô có chị nè. Trời ơi, trong giỏ này toàn là giấy tờ với hợp đồng của tôi không à. Cướp mất một cái tôi không biết làm sao nữa.
Đâu có gì đâu chị, em gặp chị bất bình, em ra tay thôi. Anh làm bên công ty phát triển thương hiệu Việt đúng không? Ủa, sao chị biết? Em là chủ của quán cà phê Violet kế bên công ty anh đó. Vậy là hàng xóm của nhau không rồi? Dạ. Dạ, vậy cảm ơn hai anh nhiều nha. Em có công việc gấp phải đi trước. Hôm nào mình gặp lại nha. Chào hỏi anh ạ. Có sao không, có sao không? Trời ơi anh, anh có sao không? Trời ơi, sao anh liều quá vậy? Trời ơi, nguy hiểm lắm biết không? Trời ơi anh kỳ. Có gì đâu. Mà sao anh thả anh đi vậy? Em mình giúp người bị nạn á, còn kẻ xấu chắc chắn sẽ bị pháp luật xử lý thôi. Anh vậy không à? Ủa Đức, em không đi học hay sao? Hình như trễ lắm rồi đó. Ờ ha, chết cha. Thôi thôi em đi nha, nha. Đó, dễ thương vậy đó. Anh. Anh có sao không? Tay kia em coi coi. Công công thủ thủ bất tương thân ha. Gì cũng nói. Anh đó liều thiệt nha. Nhỏ tên cướp có dao thì sao? Anh không sao. Không có gì sao được. Nè, không có gì. Coi đi. Đêm coi coi. Có gì đâu. Thôi thì để ngồi đi. Anh nói nha, anh liều thiệt luôn á. Nhỏ như tên cướp hồi nãy, có vũ khí thì sao hả? Anh học võ từ nhỏ lần đó. Wow. Em không ngờ là anh biết võ luôn đó. Mà công nhận anh rất là dũng cảm. Tên cướp hồi nãy đáng sợ vậy mà anh cũng dám chạy đến bắt nó nữa. Thì anh hùng nghĩa hiệp, gặp chuyện bất bình là phải ra tay. Em cũng vậy thôi. Hồi nãy em cũng cùng anh bắt cướp đó thôi. À phải rồi. Mà thiệt nha, anh không hiểu sao hồi nãy em đủ dũng cảm để chạy đến cùng anh bắt cướp nữa. Chứ bình thường em nghe cướp thôi là đã sợ rồi, không dám đến gần luôn. Tại vì em thương anh. Thương anh hả? Đừng có mơ nha. Mà anh đây xin hứa yêu em mà thôi, yêu em chỉ mỗi em. Dù trời mưa giông, dù trời nắng cháy, anh vẫn không đổi thay. I love you. Khi anh đã hứa yêu, I love you. Em suy nghĩ gì ấy? Anh đây sẽ mãi yêu em mà thôi. Em đâu có nghĩ gì đâu. Có gì nói nha. Không có mà. Giấu anh à? Không có. Thôi bay về được rồi ha. Giờ muốn đi đâu nè? Hả? Muốn đi đâu? Đi đâu cũng được, miễn có anh là được rồi. Ok, đưa giỏ cho anh. Thôi đi anh. Đấy cùng em tay ta nắm tay. Lừa chưa? Ủa mà ngồi đây hả? Trời ơi, làm cái gì muốn chết luôn. Trời ơi, mệt quá mệt quá. Ủa tao nói mày rồi, mày mập quá mà sao mày ăn hoài vậy, thiệt tình á. Thôi tao uống nước đây, mệt. Trời quá. Mệt quá. Gì vậy, mặt gì đóng vậy mày? Sao mà không đóng cho được? Mày biết bây giờ là mấy giờ chưa? À trời, tao trễ á là tao có lý do. Tại mày không biết đó. Tại hồi nãy ha, ở trong công viên đó là hả, tao gặp anh Tuấn. Là anh mày đó phải không? Đó là hả, trong công viên á có một chuyện ly kỳ hấp dẫn lắm, ý như phim hành động luôn vậy đó. Hả? Chuyện gì? Trời mày biết, biết chuyện gì không? Ở trong công viên đó hả, có cướp. Cướp? Mà hả, có cô gái đó, cô đang cầm giấy khách gì nè, cô đi lên tờ gì nè. Cái hả, hả? Cướp chị ngang cái phát một cái đó. Trời. Anh Tuấn mày thấy cái không? Anh Tuấn mày hả, chạy theo giật vỗ sách lại. Hai người quánh lộn với nhau phải không? Quánh gì nè, quánh gì nè, quánh gì nè đó. Xong rồi hả, nằm một đống luôn. Cái gì? Anh hai tao nằm một đống? Không phải, bậy mày, thằng cướp. Trời trời ơi, mày mày làm tao hết hồn à. Ủa
Mà anh hai ta làm gì ở đó? À thì anh hai mày hả, đi lại một chàng trai mà tao nói cũng đẹp trai. Trời, thấy trai là tôm tớp à má ơi. Chà, hai cái thằng này giờ này làm gì chưa đi học này hả? Dạ. Sao? Tại hồi nãy con qua con kể cho thằng Tú nó nghe cái chuyện mà anh Tuấn á hả, anh bắt cướp chứ không riêng. Cái thằng đó thiệt, ta nói nó vậy á, thế mà ta thấy cái gì bất bình á, thế mà cái gì trộm cướp á là nó nhào vô, nó không suy nghĩ gì hết trơn hết trời. Nhìn anh men dễ sợ vậy nha. Ủa vậy là sao? Chứ bình thường nó không men hả? Dạ thì bình thường nói chung là cũng men mà cũng không men. Ý con là cái gì hả? Nói gì vậy? Ý con là à dạ trễ giờ, dạ trễ giờ rồi. Dạ tụi con đi học. Dạ tụi con đi học. Dạ đi học. Dạ dạ. Dạ tụi con xin phép ba đi học ạ. Dạ. Dạ tụi con đi học nha ba. Mày đi. Thôi chết, tới giờ mình phải đi dạy nữa rồi. Em ngồi đi. Em nằm xíu nha, mệt quá à. Cái gì nữa đây? Để anh coi. Anh Tuấn, anh xem gì mà chăm chú quá vậy? Anh xem gì vậy? Nè em coi nè. Cái gì mà nghiêm trọng vậy? Em thấy không, phần lớn á thế giới bây giờ ủng hộ mình rồi đó. Vậy là cầu vồng xuất hiện rồi. Anh vui quá em ơi. Đó, em thấy không? Nhưng mà không biết khi nào Việt Nam mình mới có cầu vồng lục sắc như vậy anh ha. Em thấy bây giờ á chúng ta cũng vui vẻ rồi mà. Rồi cầu vồng sẽ xuất hiện thôi. Em ngồi đây nha, anh vô lấy nước cho em uống. Dạ. Nè, em uống nước đi. Cảm ơn anh. Cái điều mà anh mới nói, nó không chỉ là hạnh phúc của khoảnh khắc riêng đôi ta thôi. Em nói trước đi. Anh, chút xíu nữa anh có chiếc áo nào đẹp đẹp cho em mượn nha. Anh sẵn sàng thôi. Em à. Thôi, để anh coi laptop của em bị gì á. Chắc một chút Tú nó về á, anh kêu nó sửa cho. Chịu không? Dạ. Em bấm đi. Không mở được rồi nè, thấy không? Đó. Đi. Mày làm gì mà lo tao xin xạc thì... vậy? Cái chuyện là suốt một ngày hôm nay đó, tao không có học được chữ nào hết á. Nè, đừng có nói mày gặp anh trai nào đẹp nữa chứ gì. Mày á, suốt ngày trai, làm gì tao mê trai vậy á? Tại vì cái chuyện là hồi trưa đó, tao anh Tuấn mày ở công viên đó, nhớ không? Mà trước khi bắt cướp á, là sao? Anh Tuấn á, anh đi với... Đi với ai? Cái đẹp trai, đúng không? Mà chuyện kỳ lắm. Nói chung là... Kỳ. À, tức là hai người nhìn nhau, âu yếm nè. Cầm nước đưa nhau uống nè. Rồi còn chụp hình tử sướng nữa. Đó, kỳ lắm. Phải chi mà ta là anh ấy ha. Thằng Đức, nó chưa bao giờ nói xạo mình cả. Không lẽ...
anh hai mình. Thôi được rồi, đi. Em thấy đẹp chưa? Anh mới trang trí lại đó. Em biết đàn vậy chứ? Em biết hát không? Em hát cho anh nghe đi. Ôi, em hát dở lắm. Anh vô trong xem có chiếc áo nào cho em mượn nha. Nguyên catalog luôn, chờ em sẵn sàng. Đi. Đây. Chuẩn bị nha. Đây nè. Wow. Tha hồ mà em lựa chọn ha. Cảm ơn anh. Em cứ xem đi. Em lựa đi nha. Anh nghe điện thoại chút xíu. Dạ, anh cứ nghe đi. Alo. Anh. Wow, đẹp lắm em. Em định chọn nó ngày mai dự lễ tổng kết cuối năm đó. Có đẹp không? Đẹp. Rất đẹp. Anh cho mượn chiếc áo này nha. Hai anh bay làm gì như gà mắt tóc vậy hả? Dạ. Dạ. Chuyện gì vậy? Ba ơi. Tụi tụi con giỡn. Dạ. Chuyện gì? Tại vì trong phòng có hai cái. Ê. Có cái gì? Dạ. Ba ơi. Gì? Trong phòng có dán. À dạ. Một bài dán luôn á ba. Hay là ba đừng có vô để con viết dán xong ba vô. Dạ dạ chứ ở trong phòng á có hai con dán đang giật lộn trên giường. Trời ơi. Cái gì vậy? Dạ. Nói gì vậy? Dạ nói chung là nguy hiểm ba đừng vô. Mày làm gì mắt mày đảo như là ăn trộm một cướp vậy hả? Dạ nói chung là nguy hiểm lắm ba đừng vô. Cái gì nguy hiểm? Dạ nói chung là bây giờ mà bác vô phòng á là bác bỏng hết không ý con là dán bà vô bác bán. Có chuyện gì đó đàng hoàng ba nghe coi. Nói chung là không có gì là không có gì không có gì vô làm gì đi hết rồi hả? Ba! Ba! Ba!
chúng ta yêu nhau. Như vậy là đủ rồi. Anh quyết định rồi. Anh sẽ nói với ba chuyện của chúng ta. Anh nói với ba. Rồi biết có xảy ra chuyện gì hay không? Hãy tin anh. Ba. Nó. Ba. Ba cho phép tụi con. Không có chuyện đó đâu. Nhà chỉ có hai thằng con trai à. Thằng Tú em có nó như vậy đó. Ba chỉ còn trông cái mình con thôi. Mà bây giờ con như vậy, ba làm sao nói chuyện với ông bà nữa chứ hả? Bác ơi, cô xin bác, bác hiểu cho hai đứa con. Cậu có tư cách gì nói chuyện với tôi hả? Bây giờ đàn bà làm nhà hướng nam, âm ra âm, dương ra dương, đâu có kiểu âm dương lẫn lộn kiểu đó hả? Vậy con biết phải làm sao hả ba? Xê ra. Ba, ông trời đã sắp đập chúng con. Con xin ba sống đúng với con người thật của chúng con. Xin bác mà. Buông tay ra. Buông tay ra. Bác ơi, con cầu xin bác mà. Buông tay ra. Con xin bác mà bác ơi. Tao kêu buông tay ra. Anh Tuấn, bây giờ hai người muốn cái gì? Ba. Được rồi, nhất định rồi sống bên nhau phải không? Phải không? Được rồi. Bây giờ hai con làm cho tôi một việc đi. Làm một việc đi, tôi muốn làm gì thì làm. Ba, chỉ cần ba đồng ý cho hai đứa con ở bên nhau, việc gì con cũng chấp nhận hết. Cậu á, để cho tôi một thằng con trai nói giỏi nhà này đi, để tôi còn nói chuyện với ông bà nhà tôi nữa. Để đi. Để đi. Như đó mà làm không được nữa thì đừng ở trong nhà này nữa. Đi đi. Làm được hay không? Buông ra. Ba, đừng mà ba. Buông. Đừng mà ba ơi. Đi ra khỏi nhà. Đi. Trời ơi. Ba. Con. Ê. Bên.
Tuấn ơi, anh con sao vậy nè các con ơi? Anh nhảy đi anh hai, anh đừng làm em sợ mà anh hai. Tuấn tỉnh dậy con ơi, Tuấn ơi. Anh trời nó làm sao vậy nè? Tuấn ơi, tỉnh dậy Tuấn ơi. Con ơi, các con nhảy đi sao vậy nè? Tuấn ơi, Tuấn anh hai. Vậy đi con đừng làm con sợ Tuấn ơi. Tuấn, Tuấn nhảy đi anh hai. Tuấn anh hai. Chưa tới nữa. Thôi dạ, dạ. Vô. Vô. Tới rồi. Anh cho em xuống đây. Dạ. Bao nhiêu ạ? Dạ. Được. Em cảm ơn anh nhiều nha. À. Anh hai. Tuấn, ăn cơm đi con. Ăn cơm đi anh hai. Con nhìn ba nè Tuấn. Anh hai ăn cơm đi anh hai. Con nhìn ba nè Tuấn. Ăn cơm nghe con. Tuấn. Cô chào bác. Tu, để cho anh. Anh Tuấn, Minh tới rồi nè. Anh Tuấn, mình biết á, anh Tuấn thích hoa hồng, cho nên mình cố tình trồng đem đến tặng cho Tuấn nè. Anh có vui không? Cầm nha. Anh có thích không? Từ sáng giờ anh Tuấn, anh ăn cơm ít lắm. Thôi, anh ráng đút giùm em nha. Thôi được rồi, để mình đút cho. Dạ. Sao vậy nè, anh Tuấn? Phải ngoan chứ, ăn cơm nhiều vô mới tốt về sức khỏe được. Mình đút cho anh Tuấn ăn nha. Mà chuyện là ngồi sau anh và sau em đó, ta cùng chờ một hôn đắm say nồng nàn. Ôi hạnh phúc ngập tràn, nói tình em ơi có hay lòng này, luôn chỉ mong được gần bên em hỡi em. Này người tình, khi anh đã yêu người rồi, nguyện xin yêu em mãi thôi. I love you. Anh đây xin hứa yêu, I love you. Anh đây xin hứa yêu em mà thôi. Yêu em chỉ thôi. Thời ngày đó, lúc nào cũng ám ảnh em cả. Khi anh đã hứa yêu, I love you. Anh đây sẽ mãi yêu em mà thôi. Yêu em hơn dòng đâu dòng tình này trao em. I love you. Trên trời cao có biết bao nhiêu vì sao, mỗi vì sao cho ta một lời nguyện ước. Anh cùng em tay ta nắm tay nguyện cầu gần lại kề bên nhau. Em nhìn xem ngôi sao sáng kia thật đẹp, trình là ngôi sao anh và sao em đó, ta cùng
trào môi hôn đắm say nồng nàn, ôi hạnh phúc ngập tràn. Này người tình em ơi có hay lòng này, luôn chỉ mong được gần bên em hỡi em. Này người tình khi anh đã yêu người rồi, nguyện xin yêu em mãi thôi. I love you, anh đây xin hứa yêu I love you. Anh đây sẽ mãi yêu em mà thôi, yêu em chỉ mỗi